Birds of Prey là bộ phim mới nhất của vũ trụ điện ảnh DC, nối tiếp sau sự thành công vang dội của Joker. Bộ phim này là hành trình thay đổi bản thân của Harley Quinn sau cuộc chia tay đầy nước mắt với Joker. Sau biến cố này, Harley trở thành mục tiêu săn đuổi của các kẻ thù, trong đó đứng đầu là Roman Sionis, kẻ có biệt danh là Black Mask. Và để giữ lại lớp da mặt của mình, Harley đã quyết định giúp Ronan tìm lại viên kim cương quý giá mà trước đó đã bị Cassandra Cain lấy cắp. Nội dung của phim là một mô típ thường thấy và đạo diễn Kathy Yan đã chọn Harley là người dẫn chuyện cho chính câu chuyện mình kể. Vì Harley là một người có vấn đề về tâm thần nên câu chuyện cô kể cũng không được bình thường. Harley sau một hồi kể chuyện mới chợt nhớ ra mình chưa giới thiệu nhân vật này hay giải thích tại sao sự việc kia lại diễn ra như vậy. Nên Harley phải nhắc lại chuyện của vài ba hôm trước. Theo mình, đây là dụng ý của đạo diễn khi muốn khắc họa tính cách điên loạn của Harley Quinn. Tuy nhiên, với cách kể chuyện như vậy, đòi hỏi phần đầu của phim phải thực sự gây ấn tượng và đặt được nhiều câu hỏi cần phải giải đáp trong đầu người xem. Ở điều này, mình nhận xét là kịch bản làm chưa tốt khi đầu phim khá là dài dòng trong khi có thể ngắn gọn hơn, với lại chưa thực sự có nhiều câu hỏi được đặt ra cho người xem. Với diễn xuất thì mình đánh giá các diễn viên đều tròn vai, nhưng mình thật sự ấn tượng với diễn xuất tự nhiên của diễn viên đóng vai Black Canary và bà cảnh sát Rini Montoya. Với Margot Robbie thì diễn xuất vẫn như trong Suicide Squad, có nhiều lúc hơi bị quá nhưng khi cần có cảm xúc thì Harley Quinn của chúng ta vẫn làm rất mượt. Về phần âm thanh thì hầu như các phim của DC đều làm rất tốt và Birds of Prey cũng không ngoại lệ. Những đoạn nhạc khi đánh nhau, bay lắc hay căng thẳng đều được thêm vào hết sức hợp lý. Nhìn chung, theo ý kiến cá nhân thì mình đánh giá Birds of Prey là một bộ phim ở mức khá, không hay cũng không dở. Dù gì đây cũng chỉ là ý kiến cá nhân nên các bạn cần phải ra rạp để có được trải nghiệm cho riêng mình nha. Nếu các bạn xem video thấy hay thì like, subscribe, không hay thì like, subscribe. Xin chào các bạn.